Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Ninh Bình. À, dạ, em này có một câu hỏi về bây giờ thì em thì không may này bị u tuyến yên mà. Thế cái chuyện mà tình cảm vợ chồng thì nói chung bây giờ như chúng em thì nó có tuổi rồi. Rồi. Nên là bây giờ nó cũng không được mỹ mãn như ngày xưa. Giờ em muốn hỏi chương trình tư vấn em thì giờ chồng thì nó còn đang cái tuổi trẻ mà. Vâng. Và thì này bây giờ em bệnh tật như vậy mỗi mất khi vợ chồng quan hệ thì nó hay đau đầu lắm ạ. À thế à. Rồi thế là bạn bao nhiêu tuổi đấy? Tư vấn hộ cho em tí. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm nay 48 ạ. À 48 tuổi. Đông con nhiều cháu chưa? Đã cũng được hai cháu ạ. Cháu lớn năm nay 28 tuổi, còn cháu nhỏ thì 11 tuổi. À thế là cũng cách nhau xa nhỉ? Đã xây dựng gia đình cho cháu nào chưa? Dạ cháu lớn thì năm ngoái thì cũng bảo là xác định lấy vợ nhưng mà thấy mẹ ốm thì Nguyên đi viện suốt thì cháu giờ nó cũng đôi khi nó cũng nản mà giờ Nguyên lo cho mẹ mãi nên chán chẳng muốn lấy vợ. Rồi thế là bây giờ là u tuyến yên thì bác sĩ đã làm những cái gì rồi, chỉ định ra làm sao? Bác sĩ vẫn điều trị thì ạ. À chỉ điều trị không cần phẫu thuật đúng không? Không, có nghĩa là bảo khi nào cứ điều trị định kỳ, khi nào mà phẫu thuật thì bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Cái việc u như thế và uống thuốc thường xuyên như thế thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của chị nói chung không? Nói chung ảnh hưởng nhiều chứ bây giờ nó lại cần em cần phải nó lại suy van suy tĩnh mạch nữa. Rồi thì ông xã bao nhiêu tuổi rồi? Chồng năm nay 53. À chồng 53 vợ 48 đúng không? Thế là ông ấy thì vẫn có nhu cầu đúng không? Một tuần mấy lần? Không, đấy ít thôi, tháng độ 1 đến 2 lần thôi. Thế mà tháng 1 2 lần thôi mà cũng đã thấy đau hết cả đầu rồi đúng không? có nghĩa là cứ quan hệ thì đầu lại đau ạ. À thế à, không quan hệ thì hết đau đầu luôn đúng không? Không, đau khi ngày nào cũng đau lắm. À thế à. Người rồi. Đau có nghĩa là bây giờ có nghĩa chỉ dùng giảm đau toàn uống viên sụp chứ không phải là đau bình thường đâu, nhưng mà mỗi khi vậy nên là và anh đôi khi cứ bảo anh mà hay là anh bảo là vậy bây giờ không đáp ứng đủ thì đi ra ngoài. Thế và thế đấy tùy anh đi nhưng mà anh sống sao để cho con đến nhìn lại gương của người bố thôi. Thì biết nói thế thôi chứ chẳng biết nói nào được. Rồi đã bệnh tật thế thì làm cái việc gì nó cũng mệt cả. Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. À, vâng ạ, chào chị. Thế vâng thì này, cũng nghe chị. Nghe chị tâm sự với cả anh Thành Văn rồi ạ. Vậy thì vâng. Bây giờ chị muốn chúng tôi tâm sự với chị điều gì? Muốn thì bây giờ đúng là khuyên giải, bây giờ khuyên là bây giờ thì nói chung mà để cho chồng đi ra bên ngoài thì cũng không đành lắm. Vâng ạ. Mà mình thì không thể chấp nhận được, thêm muốn chương trình bây giờ là nói anh thì thường xuyên nghe chuyện cửa sổ tình yêu và chuyện thầm kín. À, vâng. Em nói thật là cũng muốn hỏi chương trình như này để đôi khi anh nghe thì có nghĩa anh không cảm cho thôi chứ chả có vấn đề gì. Vâng, ở cái người suy tuyến yên này xong bây giờ lại suy đủ mọi thứ, suy tĩnh mạch này, suy gan nữa ạ, vân vân. Vâng. Và thường xuyên đau đầu thì đương đầu với cái sự sống nó cũng đã mệt mỏi lắm rồi đúng không ạ? Vâng. Thì cũng không thiết gì những cái chuyện khác nữa cả. Vâng. Thế thì bây giờ nhưng mà như này ạ. Tức là bình thường cũng đau đầu và khi quan hệ thì nó cũng vẫn cứ đau đầu như thế à? Hay là nó đau hơn? Nó có nghĩa là lúc có quan hệ thì nó đau nhiều mà nó đau hết phải phần gáy, có nghĩa nằm là cứ phải ôm đầu thôi. Vâng. Chứ còn không biết làm thế nào. Vâng. Và chồng mình cũng hiểu cái nỗi đau đấy của mình ạ. Vâng ạ. Thế và chắc là anh ấy nói đùa thôi, là nếu mà không phục vụ được thì đi ra ngoài, đúng không ạ? Vâng ạ, thì anh cũng nói đùa, nhưng vâng. Mà sau anh thì cũng nói lại, anh bảo là bây giờ kiểu là muốn sống để cho con cái nó nhìn cái gương của bố mẹ vâng. Đấy. Vâng. Để cho con cái nó học tập thôi chứ vâng. Còn bây giờ anh ra ngoài 50.000 chăm lúc nào cho có. Dạ, nhưng vâng. Mà nói thì nói thế nhưng mà chồng thì vẫn tâm lý chứ không sao. Vâng. Nhưng bây giờ muốn anh nghe những cái chương trình như thế thì vâng thôi ạ. Thì em mới vâng. Nhờ chương trình đúng rồi tư ạ. Vấn giúp. Đến con chị nó cũng còn biết cái nghĩa là gì ạ? Là vì mẹ mà ví dụ như là cái chuyện mà cưới của con trai ạ. Nó cũng vâng. Nó cũng còn phải suy nghĩ và vâng. Cũng còn phải nấn ná, đấy là cái tình cảm tình nghĩa đúng không ạ? Thế còn vâng. Với anh thì chắc là anh ấy nói đùa vậy thôi, chứ còn cái nhu cầu mà quan hệ tình dục ấy ạ, nó là nhu cầu cơ bản của mỗi người, nó không vâng. Phải xấu, nhưng mà nó có nhiều cách để mà thỏa mãn cái nhu cầu đấy. Vâng. Và họ cũng tìm những cái cách mà tự thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của họ đó. Chứ vâng. Không nhất thiết là cứ phải đi tìm một cái người phụ nữ nào để mà thỏa mãn.
nhu cầu tình dục để mà mình lại bị bội ước với cả cái tình cảm ấy chị. Vâng, thế thì gọi là một chút tâm sự với chị như vậy để chị là người mà ốm đau thì chị vững tin hơn và hy vọng rằng là như chị đã chia sẻ với anh ấy là làm như thế nào để lại tấm gương cho con ấy ạ. Và không phải là tấm gương để sau này vợ chồng nó lấy anh chị làm gương nữa, mà ngay kể cả cái chuyện bây giờ nếu như mà anh ấy có những cái hành vi nào mà nó bội ước với gia đình và biết đâu nó cũng ảnh hưởng đến cái tình yêu của chúng nó, đúng không chị? Và hy vọng rằng là với những cái sự tâm sự của chị và đặc biệt là những cái sự ốm đau mà chị đang chịu đựng thì anh ấy cũng sẽ cảm thông được và chắc là anh ấy biết tự thỏa mãn nhu cầu của anh ấy, không bằng cái cách, không cứ phải bằng cái cách mà đi tìm một cái cô nào đấy ở ngoài đâu, mà tự anh ấy vẫn thỏa mãn được cái nhu cầu nó gọi là tối thiểu của con người đấy thôi chị ạ. Nhá. Cơ bản là chị giữ vững niềm tin để mình chống chọi với bệnh tật và mình vẫn là cái nơi nương tựa của các con nhé, về mặt tình cảm thì chị phải thật khỏe chị nhé, và chồng chị sẽ hiểu được chị nhé. Vâng. Chị qua chương trình thì em xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nhé. Chị muốn để cho anh nghe chương trình này để anh nghĩ là đêm nào anh cũng ở này anh nghe mà. Chúc để chị... cho anh nghe thấy để cho rồi anh ấy càng hiểu hơn. Chứ còn nếu như mà so với bên ngoài anh ấy là cũng cứ người hiền lành mà cũng biết thương vợ thương con thì không có gì, nhưng chị mỗi để cho anh nghe anh thấu hiểu nhiều hơn thì cảm ơn chương trình nhé. Chúc chị khỏe và hạnh phúc chị nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, xin chào chị và chúc chị có sức khỏe thật tốt nhé.